Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 8, thì đoàn công tác Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với các chuyên gia đã đi kiểm tra sự cố sạt trượt tại công trình hồ chứa nước thuộc xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng. Và điều đáng chú ý là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng sụt lún không phải do mưa mà có một cung sạt trượt tại đây khi mà dự án thi công định ban Sụt lún ở Hồ Đông Thanh không phải do mưa gây ra, bởi tháng 7 là cao điểm của mùa mưa, nhưng nơi này lượng mưa chỉ khoảng 200mm. Và địa chất khu vực này thì có một cung sạt trượt khi dự án thi công, cộng với nhiều nguyên nhân tác động khiến cung sạt trượt này diễn ra nhanh hơn, gây thiệt hại về công trình và tài sản của người dân. Đến nay, cơ quan chuyên môn đã khoan 7 trên 13 mũi khoan, thực hiện xong các công việc đo vẽ địa hình khu vực sạt trượt, đo địa vật lý bằng phương pháp ảnh điện, đang xử lý nội nghiệp. Sự kiến đến ngày 10 tháng 8 sẽ có kết quả mặt cắt địa chất Do đó, lãnh đạo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho rằng Việc đầu tiên là phải xác định chiều rộng, chiều dài của cung trượt và sự dịch chuyển như thế nào Từ đó đưa ra các giải pháp ưu tiên làm chậm sự dịch chuyển của cung trượt Đồng thời tính toán lại phạm vi ảnh hưởng để gia cố kênh mương phía sau hồ ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cho biết hiện tại nhiều vị trí đất tiếp tục nhão ra và sạt trượt chính quyền địa phương cùng với các cơ quan chức năng đang tiến hành giả soát theo dõi để xử lý các tình huống có thể xảy ra đặc biệt là di tản người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và cũng xin được thông tin thêm tới quý vị, đó là dự án hồ chứa nước Đông Thanh được thi công tại xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng, có tổng mức đầu tư hơn 494 tỷ đồng và dung tích hồ chứa là hơn 3 triệu mét khối. Sau khi hoàn thành, hồ chứa sẽ cấp nước tưới cho 700 ha đất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho 7.500 hộ dân.